nha nè, đeo cái vòng này chi vậy? Ba em lên chùa lấy về cho em á. Sao chặt xinh chặt nít vậy, cho tôi đi. Cái vòng này bảo thì đeo vô để cuối năm lấy vợ cho ba. À, ủa, lấy vợ cho ba, lấy vợ cho em. À quay, ý là mày lấy vợ rồi mày nào, ý là ba em nói em á. À, đeo vòng này cuối năm này lấy vợ cho thằng lành. À, chừng nào đám cưới được? Tùy bằng nữ, nhưng mà nếu mà cuối năm này quá đẹp luôn. Chuẩn bị gì chưa mà đòi cuối năm nhanh quá vậy? Em biết, ba má em chuẩn bị thôi. Chuẩn bị gì? Cũng có gì đâu, thì cũng chuẩn bị sơ sơ thôi, cứ người ta cưới thế nào mình cưới như vậy á. Phải không? Dạ. Vậy là cưới xong ở Bình Dương hay là về Đắk Lắk? Ở Bình Dương chứ. À, nhưng mà ở Bình Dương là hai đứa ở đâu? Ở nhà trọ. Ở nhà trọ hoài mà sinh con sinh đồ cũng cực khổ mà. Thì trước tiên tạm thời ở trước đã, rồi mình mua đất mua nhà sao? Bao lâu thì mới mua được? Làm sao? Sao không nói chuyện tự tin vậy, đám cưới thì là cuối năm rồi, cái năm sau có tiền chưa? Ba má hỗ trợ cho ít. Ba má em nói mà. Sao cái gì cũng ba má hết trơn vậy? Mốt ai đưa vợ đi đẻ? Em chứ, em là chồng mà. Phải không? Tưởng nó nói ba má em nữa. Thì má em đi theo. Đúng không? Đúng, 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 đúng. Đây, tôi nói gì đâu, đúng, xong, đúng. Em không thích cái gì nhất ở người con gái? Em dễ chịu lắm, cho nên là bạn gái ai cũng có tính xấu, tính tốt hết, nên mà em cũng thích cả hai luôn. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em như thế nào? À, hình mẫu của em hả? Vậy cái đó thì được. Không, này được. Hình mẫu của em thì giống như cô Phi Nhung á. Phi Nhung hả? Cô hát hay. Nhạc trữ tình. Phải vợ hát hay hả? Khi mà người ta hát hay á, người ta tô lên cái vẻ đẹp người ta ở ngoài. Mặc dù người ta bên ngoài người ta chưa đẹp lắm đúng không? Người ta khi hát hay á, cái là nó, vẻ đẹp nó đưa ra ngoài, cái là em thấy thích. Nhìn tôi vậy là vẻ đẹp này đưa ra ngoài hay đưa vô trong? Bên ngoài, bên ngoài. Khéo màng lên, chuẩn bị tinh thần nha. Cô kia đẹp lắm á. Bắt đầu, gặp. Em chào anh. Gì vậy? Đó. Dạ, cảm ơn. Ở đây nữa. Nhìn anh lên chi nhìn hoài vậy? Cảm ơn. Nói gì đi, tặng nói gì chứ không lẽ đưa không vậy? Không biết nói câu gì mất nữa. Ngay đầu gặp mặt tại sao cái món quà này anh chuẩn bị từ bao lâu? Anh tặng cho em đêm qua ngủ được hay không? Nói đi, hai ba. À, món quà này mới mua nãy. Hèn chi nó ế lắm, phải không? Thôi ngồi giùm tôi cái đi, đứng nói hồi lòi ra tùm lum hết trơn. Nhà anh ở đó, anh ở huyện nào anh? Crong Năng. Ờ, Crong Năng chỗ nào anh? Ở gần cầu Phú Sơn á. Trời, coi chừng bà con. Ờ, cái cách nhà em có mười mấy cây à? Mười cây. Em ở Tó. Ai Tó hả? Dạ. Hỏi tên ba má con, coi cô biết không? Không, ý là cái bạn gái hồi trước của em á là cũng ở Ai Tó luôn á. Vậy vô duyên gì trời. Dạ. Có nhắc chuyện đó. À, tôi lại ông. Ông có 2 phút nói chuyện thôi. Dạ. Tập trung vô chuyên môn đi ha. Em ở Ai Tó, em ở chỗ nào vậy? Ờ, em ở Tân Trung B. Tân Trung B hả? Dạ. Có gần điều của anh không? Bỏ qua đi, bỏ qua đi. À. Được, được. Bắt đầu bình tĩnh rồi đó. Cảm nhận về nhau thế nào? Em thấy cảm giác cô sao? Bạn ấy nhìn bạn ấy lanh ghê á. Với lại lanh và dễ thương nữa. Nói một câu thật tình cảm với cô ấy đi. Thuyết phục cô ấy bấm nút đi. Em dễ thương lắm. Dạ. Tiếp đúng rồi. Ừ là cái gì? Nói dạ thưa em, anh rất là thích em, nói đi. À, thưa em, anh rất là thích em. Rồi em nói đi, cảm nhận thế nào em nói đi. Theo cảm nhận của em á là em lanh bao nhiêu thì anh đó, anh rụt rè hiền bấy nhiêu. Ôi vậy dễ thương chứ. Đúng ý em rồi đó. Đúng ý em rồi đó. Thôi em vậy, thấy quỳ xuống cầu hôn cái cho thôi khỏi anh ơi. Hồi qua anh ấy khó quá. Nói gì đi, anh yêu em, anh hứa anh sẽ bỏ thuốc lá, anh sẽ đi theo suốt cuộc đời với em, anh sẽ làm ô xin cho em, anh sẽ lo cho em đủ thứ hết trơn á. Rồi bắt đầu. Anh mấy em, anh thích em, còn yêu thì chưa được rồi. Nó được không? Nó được yêu không? Được, nói đi. Thôi anh thích em được rồi, anh thích em được rồi. Rồi sao nữa? Chẳng lẽ là em phát anh sẽ vì em làm thơ tình ứa hả? Thôi được rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 3.
1. Hết thời gian. Cô bấm rồi đó, cô bấm rồi. Không không? Nắm tay của cái đi. Không cái đi. Không, không má. Dạ, dạy được rồi đây. Xin về em dạy cho mấy khóa em nha. Mấy khóa về tình yêu nha. Nào, chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim để các bạn có thể có cái không gian lãng mạn để tìm hiểu nhau kỹ hơn ha. Dạ. Thầy gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đặc biệt chương trình ngày hôm nay còn quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, trị giá 15 triệu đồng trên các hệ thống của áo cưới Allen nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Chúc mừng các bạn.